Xin kính chào các quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video này, kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến với quý khán giả một tác phẩm bi cầu phong thủy. Viên này nó khá lớn. Đường kính bề ngang của viên này nó là 22 cm, khá rộng. Một quả cầu có thể trưng bày ở phòng khách hoặc trên bàn làm việc cũng đều được cả. Rất đẹp. Tác phẩm đá phong thủy được làm từ dòng đá thạch anh trắng chuẩn thiên nhiên tự nhiên. Quay đây là những cái đường dạn, đường chạy tự nhiên của đá quý vị nhé. Đá tự nhiên và chấp nhận một điều nó là như thế. Quả này có tổng khối lượng của cả đá và đế nó nặng là 17 kg. Và riêng đá không nó nặng là 16,5 cân. Một tác phẩm bi cầu thạch anh trắng rất đẹp. Và hiện tác phẩm bi cầu này tôi đang giao lưu cùng với lại quý vị khán giả với giá là 2.100.000 đồng. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu hay liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Quý vị chỉ việc để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ gửi hàng đến tận nhà cho quý vị. Cam kết sản phẩm là hàng thạch anh trắng chuẩn thiên nhiên tự nhiên. Quý vị có thể kiểm tra kiểm định thoải mái. Nếu phát hiện không đúng, tôi xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng, cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định cho sản phẩm nếu chúng tôi sai. Quý vị nào nếu có nhu cầu sở hữu hay liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào. Hàng ngày kênh Đá Phong Thủy luôn có những video giới thiệu về các sản phẩm đá phong thủy, đá đẹp tự nhiên phục vụ đến các quý khán giả. Độ thông đèn của đá tương đối là tốt quý vị nha. Độ thông đèn của đá. Bên tôi giao dịch mua hàng thì nếu khách hàng chuyển khoản trước sẽ được ưu tiên bao ship trong phạm vi toàn quốc. Còn nếu quý vị không có điều kiện để chuyển khoản được thì tôi sẽ nhờ bên giao hàng thu hộ. Tuy nhiên nếu mà thu hộ thì quý vị lại chịu giúp cho tôi phí ship. Và lưu ý một điều quý vị khi mua hàng, đó là kiểm tra hàng trước khi nhận hộ cho tôi. Kiểm tra xem hàng gửi có đúng hay không, hàng có bị vỡ, bị có vấn đề gì trong quá trình vận chuyển hay không, thì quý vị giúp tôi một điều, đó là kiểm tra hàng trước khi nhận hộ cho tôi. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào. Hàng ngày kênh Đá Phong Thủy luôn có những video giới thiệu về các sản phẩm đá phong thủy, đá đẹp tự nhiên phục vụ đến các quý khán giả. Nếu có nhu cầu mua hàng thì đừng quên liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.